Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 30 tháng 7 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và ngày mai thì những cơn mưa rào rải rác vẫn còn rơi rớt tại các tỉnh phía Tây của khu vực Bắc Bộ, còn tại khu vực phía Đông của Bắc Bộ thì mưa không xảy ra nhiều. Và sang đến ngày mai thì vùng áp thấp nóng phía Tây cũng bắt đầu quá trình phát triển chậm dần về phía Đông. Tuy nhiên thì chưa quá mạnh mẽ nên nhiệt độ nhích dần từng ngày. Cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 32 cho tới 34 độ và có nơi 35 độ. Lui xuống khu vực Trung Bộ thì vùng áp thấp nóng phía Tây đang trong quá trình phát triển chậm nên hiệu ứng phơn tại khu vực Trung Bộ cũng chưa diễn ra quá mạnh mẽ. Nhiệt độ trưa chiều cũng chưa tăng lên quá cao và chủ yếu chỉ từ khoảng 33 cho tới 35 độ. Một số nơi thuộc vùng núi phía Tây vẫn có thể lên ngưỡng là 36 đến 37 độ. Khu vực các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ thì vẫn duy trì đều đặn những cơn mưa về chiều tối, nền nhiệt và độ ẩm nhiễu động không nhiều. Mưa có khả năng tăng hơn trong 2 đến 3 ngày tới do gió Tây Nam hoạt động mạnh dần. Thưa bà con, trong mùa mưa thì các loại bệnh do vi khuẩn gây ra trên cây lúa thường phát triển mạnh, trong đó phổ biến nhất đó là bệnh thối thân, bệnh vàng lá vi khuẩn, bệnh chảy biên lá. Phòng bệnh là biện pháp hiệu quả hơn cả. Yếu tố đầu tiên là bà con cần phải phát hiện bệnh sớm và biết được tác nhân gây bệnh là loài vi khuẩn gì thì việc phòng trị bệnh mới đạt hiệu quả. Ở giai đoạn đầu thì với bệnh thối thân, khi mới phát hiện một vài bụi lúa có nhiễm bệnh thì bà con nên tháo nước trong ruộng ra cho cạn, rải vôi bột 20kg trên một công, sau đó thì cho nước mới và lấp xốp mặt ruộng, kết hợp phun thuốc trừ sâu vi khuẩn trên thân lá. Còn đối với cả bệnh cháy bìa lá và lép vàng thì hai đối tượng bệnh hại này thường chỉ có phòng ngừa là tốt nhất. Khi bệnh đã xuất hiện thì lây lan rất nhanh, bà con cũng phải tháo nước trong ruộng đến cạn, rồi dùng thuốc trừ vi khuẩn phun trên lá, thân và bông thì sẽ chặn dừng được chúng. Điều cần lưu ý là bà con không nên để ruộng lúa bị nhiễm bệnh nhiều rồi mới xử lý thuốc, mà phải phun xịt ngay khi bệnh vừa mới chớm xuất hiện. Tiếp tục với thông tin về áp thấp nhiệt đới, thì hồi 13 giờ ngày 30 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon khoảng 540 km về phía đông đông nam, và sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, thì áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc và mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 31 tháng 7, thì vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Trong 24 cho đến 48 giờ tiếp theo, thì bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc và sau đó sẽ có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 1 tháng 8, thì vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão sẽ mạnh cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Và do ảnh hưởng của bão thì từ sáng 1 tháng 8, vùng biển phía đông bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 10 và vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Tàu thuyền thì cũng không nên di chuyển vào vùng có thời tiết xấu nói trên để đảm bảo an toàn. Ngoài ra thì do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận cho tới Cà Mau thì sẽ có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh. Và tiếp theo thì mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng sẽ có nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, ban ngày trời có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ và cao nhất là 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ thì đêm và sáng sẽ có nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ và cao nhất là 32 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế thì mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ và cao nhất là đạt ngưỡng 33 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thì sẽ có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, cao nhất là 32 đến 35 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên thì mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là 20 đến 23 độ và cao nhất đạt ngưỡng 29 cho đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ thì sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là 24 đến 27 độ và cao nhất là từ 30 đến 33 độ.
Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các bản tin tiếp theo.